Phần thông tin tư vấn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xe và Phong Cách ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Casumina đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính mời quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại website xevaphongcach.net và theo dõi chương trình Xe và Phong Cách hàng tuần trên kênh VTV9 vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy hàng tuần. Những chiếc xe này chỉ là phương tiện, bạn chính là tài sản vô giá. Hãy lựa chọn an toàn cho chính bạn, người thân và cộng đồng. Euromina, chuyên gia lắp xe ga. Mời quý vị và các bạn hãy truy cập website xevaphongcach.net để cập nhật thông tin về nhân vật tham gia trong chương trình Xe và Phong Cách hàng tuần, khám phá những chiếc xe độc tại Việt Nam và tham gia đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Casumina.